Mọi người ơi, hai mã body và mã cây mặt của nhà Như đã gần hết chương trình khuyến mãi rồi đó. Cho nên mọi người nhanh tay săn quà nha. Chiếc xe máy vẫn chưa có chủ nhân nè, xe thắt cũng chưa có nữa. iPhone, TV, iPad, mọi thứ còn một ít quà, nhã vía trúng quà cho mọi người nha. Và mọi người ơi, khi mọi người mua hàng thì bên Như vẫn có chính sách bảo hành trên từng sản phẩm, cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Phẩm nhà Như á, hiện tại vẫn đang bán chạy hàng, mặc dù là nền kinh tế đang rất là khó khăn, nhưng mà sản phẩm nhà Như không có cái sản phẩm nào trên 200 ngàn hết. Cho nên nó rất là rẻ và phù hợp túi tiền của chị em. Đây, em báo giá nè, ví dụ như cái em serum thần thánh này là 120 ngàn, kem phay là 190 và chống nắng là 199. Chị nào có thể dùng được bộ sản phẩm nhà em? Những chị có làn da thâm nám mụn tàn nhang, da nổi nhiều đốm nâu đồi mồi, và cũng như là da bị khô chai sần hoặc là nổi mụn li ti mụn ẩn. Mấy anh chị thấy không, hôm trước có cái da em nó sần hết luôn á mấy anh chị, mà bữa nay nè cái da nó căng mướt, nó bóng mịn như thế này luôn. Là em dùng cái em nước thần này nè mấy anh chị, cái serum này nó phục hồi cho những làn da dị ứng mẩn ngứa rất là tốt luôn. Da đang dị ứng đắp lên vài ngày thôi nha, là nó hỗ trợ cải thiện cái tình trạng da cực kỳ hiệu quả luôn. Và chị nào mà chưa trắng sáng, chưa đều màu da hay bị ngăm ngăm tối tối đó, thì em này cũng phục hồi rất là tốt, tại vì nó có vitamin C, nó làm cho cái da của mình trắng sáng và đều màu. Còn em này là cấp ẩm, là căng bóng da, mờ thâm nám rất là tốt. Cả bộ này em bán nói chung là chân ái, khách nào xài cũng khen. Nếu như xài có bất kỳ vấn đề gì, bên em có chính sách bảo hành bảo đảm, chịu trách nhiệm trên từng sản phẩm, cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nha. Còn bộ body thì khỏi chê luôn các anh chị ơi, xài tới đâu làm mê tới đó. Thôi em cho mọi người coi clip test body sản phẩm nhà em. Chị nào muốn trắng nhanh ăn Tết, mặc những bộ đồ tự tin như thế này xài body nha em. Chị nào đã xài nhiều loại sản phẩm, lúc đầu xài trắng bỏ kem đen lại thì dùng nhà em là chân ái luôn. Body 199, tắm trắng 139, kích trắng là 49 ngàn, quá rẻ quá hời luôn mấy anh chị ơi. Rồi mình coi video test giúp em Như nha. Bình thường người ta test kem body người ta lựa da đẹp không à, còn em lựa da nam, lựa cái da nào mà xấu nhất, khô nhất, chai nhất để em test body, để thể hiện cái độ thẩm thấu được mệnh danh là chất kem vàng trong làng thẩm thấu da của Việt Nam luôn đó mấy anh chị ơi. Thoa đến đâu là thấm đến đó, khách hàng mua xong quay lại nói chất kem của mày như tàn hình như trong da vậy đó, thoa xong rồi nhìn cái da nó thật dữ lắm luôn. Mấy anh chị thấy không, da nam thoa lên á mà cái da nó mướt, nó mịn như thế này mà nó trắng. Mấy anh chị nhìn đi, trắng tự nhiên chứ không phải nghiền kiểu trắng ảo đó. Rồi có chế độ chống nắng SPF 45 cộng nữa, chất kem thì tàn hình vô trong da nha, tắm ra vẫn giữ nguyên cái độ trắng mà còn thơm còn thấm nữa, mùi thơm thì sang trọng lưu hương 2 đến 5 giờ đồng hồ. Nói chung cái gì cũng làm khách hàng hài lòng hết trơn mấy chị. Bộ sản phẩm có body, có tắm trắng, có kích trắng, có 387 mà giờ có khuyến mãi đó mấy chị, không săn liền là uổng dữ lắm ấy nghe.